Xin chào, chúng ta đang quay trở lại với kênh tin tức 24 giờ TV. Hôm nay có thông tin gì đáng chú ý? Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé! Dù đã qua sinh nhật được vài hôm, nhưng đến ngày hôm nay, Hari Won vẫn nhận được quà đặc biệt từ mẹ ruột của mình. Cô không giấu được niềm hạnh phúc và xúc động khi chia sẻ về món quà bằng những dòng chia sẻ đầy xúc động. Dù đã qua sinh nhật được vài hôm, nhưng đến hôm nay, Hari vẫn nhận được quà đặc biệt từ mẹ ruột của mình. Cô không giấu được niềm hạnh phúc xúc động khi chia sẻ món quà này. Theo chia sẻ của Hari Won, mẹ cô viết cho cô bức thư tay bằng tiếng Hàn. Dù không phải món quà đắt tiền hay hàng hiệu, nhưng với cô, đây chính là món quà ý nghĩa nhất cô nhận được. Vui nhất, hạnh phúc nhất và khắc cốt ghi tâm nhất, thư của mẹ, Hari Won bày tỏ. Hari Won thường xuyên nói về mẹ ruột của mình với tất cả niềm tự hào. Cô cho biết rằng, dù bận đến mấy, cô luôn dành thời gian để ở bên bà, đưa bà đi du lịch, đi ăn uống. Mẹ của Hari Won là người Hàn Quốc, còn bố cô là người Việt. Cả hai từng bị hai bên gia đình phản đối khi có ý định làm đám cưới. Nhưng cuối cùng, họ quyết định đến với nhau mà không nhận được bất cứ sự trợ giúp nào từ gia đình. Thuở cô còn bé, gia đình khó khăn vất vả, cả nhà thường xuyên phải ở trong căn nhà nhỏ chật chội. Bố mẹ cô phải đi làm quần quật cả ngày dài. Trong khi đó cô là chị cả, thay bố mẹ chăm sóc các em. Vượt qua mọi khó khăn, Hari luôn cố gắng nỗ lực hết mình để đền đáp công ơn sinh thành của bố mẹ. Khi trưởng thành, Hari Won trở về Việt Nam học tập, phát triển sự nghiệp từ đó. Cô chị cả của gia đình cố gắng kiếm tiền phụ giúp cha mẹ, lo lắng cho các em. Cả bố mẹ Hari Won đều bị bệnh, đặc biệt bố cô phải chạy thận trong nhiều năm qua. Thận ba tôi không được tốt nên phải chạy thận 3-4 lần một tuần. Điều trị tại Việt Nam không được tốt lắm, ba tôi phải ở lại Hàn Quốc. Có thể thấy phía sau những hình ảnh nhí nhảnh của Hari Won trước công chúng là người con phải lo lắng cho gia đình, ngay cả khi đã có chồng. Trước đó, Hari Won thu hút sự chú ý của cư dân mạng khi bức xúc lên tiếng bảo vệ mẹ ruột bị lợi dụng hình ảnh. Cụ thể, bà xã Trấn Thành chia sẻ trên trang cá nhân việc một trang web bịa đặt phát ngôn, đăng tải hình ảnh chụp chung với mẹ Hari Won. Thậm chí, trang web khẳng định phụ trách thiết kế nhà cho bà để gây dựng uy tín và quảng cáo với khách hàng. Điều này khiến nữ ca sĩ vô cùng khó chịu. Cô cho biết mẹ mình không biết nói tiếng Việt, lấy đâu ra những câu nói trên. Cô tiết lộ, mẹ giờ đang ở nhà thuê. Mẹ chị ở nhà thuê em ơi, có nhà đâu mà thiết kế trời. Anh Trường Giang nói vui thôi mà ai cũng tưởng chị có nhiều nhà, buồn thiệt ghê. Chừng nào chị mới mua nhà cho mẹ được ta, cô nói. Chúng mình là tin tức 24 giờ TV. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức mới nhất nào đến từ tin tức 24 giờ TV nhé.